Đối với lại đáp 4, biết cách download phần mềm, cài đặt phần mềm, sử dụng hỗ trợ download, gõ phần mềm của máy tính. Biết cách cài đặt sử dụng phần mềm bảo mật máy tính. Ok. Download phần mềm, download TeamViewer, Winra, Camtasia. Cái này thì các bạn có thể download từ máy thực cũng được. Cho nên đối với lại bài tập 1, các bạn sẽ làm trên máy thực là ok, không sao hết. Bởi vì download nó cực kỳ dễ, không có gì. Các bạn sẽ chụp hình cho thầy vào trang TeamViewer chỗ nào và chỉ cho thầy cái vị trí download và chỉ cho thầy đã download xong. Như vậy thì cái bài này sẽ có một ít nhất là 3 tấm hình cho việc một ứng dụng. Như vậy 3 ứng dụng là ít nhất là 9 tấm hình. Được không? Vào trang nào, vị trí nào để download và download xong. Rồi, có một bạn không biết có phải lớp mình không là làm hết bài tập rồi. Xong rồi lấy cái phần mềm quay phim á, review lại là em đã làm hết bài tập từ bài 1 đến bài 5. Thầy không biết là bạn không hiểu ý của thầy hay sao. Quay phim là quay phim cái quá trình mình làm, chứ còn làm xong rồi quay phim chi nữa. Bạn review lại cái framework á. Không biết lớp mình có không? Thầy nói vậy thôi, thầy không dám chỉ đích danh. À, rồi ok. Bài 1 xong, bài 2. Cài đặt phần mềm, cài đặt các phần mềm mới vừa download về. Thì cái việc cài đặt này cũng vậy. Các bạn cho thầy mỗi cái ít nhất là 3 hình đi. 3 hình lúc cài đặt. Cài đặt thêm viewer, cài đặt sau, cài đặt Winra, cài đặt sau, cài đặt Camtasia, cài đặt sau. Còn nếu như mà các bạn nhiệt tình hơn thì các bạn làm step by step. Và trong quá trình cài đặt thì các bạn nhớ có video thì mới chấm cái video phần này nhé. Bây giờ là lớp 4, chưa tính đến chỉ xảo nha. Thì vẫn quay sao tính vậy. Là ok, chứ không cần chỉnh sửa gì hết. Bài tiếp theo, sử dụng Download Internet Download Manager IDEA. Cái chỗ mà bạn cài phần mềm này để hỗ trợ download cũng được. Hoặc bạn có một cái ứng dụng nào đó để download nhanh, cài cũng được. Chứ không nhất thiết là phải dùng phần mềm này. Được không? Có bạn đã từng xài qua cái Internet Download Manager nào chưa? À, cái này nó sẽ hỗ trợ cho chúng ta tốc độ download nhanh. À, tốc độ download nhanh. Nếu như mà bạn download bình thường thì nó khác. Còn ở đây là nó hỗ trợ cho chúng ta download nhanh. Là gì? Đó thì nó sẽ cho phép chúng ta biết được ứng dụng này là ứng dụng gì. Rồi cũng tương tự như vậy, tải về cài đặt thì trong quá trình tải về cài đặt bạn cũng có một vài tấm hình để cho thấy step by step và có một cái đoạn video để quay lại cái quá trình này lấy điểm cộng. Tháo gỡ hai phần mềm bất kỳ bằng hai cách. Hai cách là sao? Vào control panel để gỡ hoặc là click chuột phải lên phần mềm chọn uninstall hoặc là sử dụng một cái phần mềm thứ ba để gỡ. Đó, bạn chọn cách gỡ. Cài đặt phần mềm diệt virus bảo vệ máy tính. Mấy cái này cài đặt và tháo gỡ nếu như máy của các bạn cấu hình tốt, vui lòng làm trong máy ảo giúp thầy. Chứ không làm xong cái thầy ơi máy em treo rồi, máy em đơ rồi, không giải quyết được đâu, đúng không? Mang mang ra tiệm lại tốn tiền nữa. Cho nên tất cả những cái này làm trên máy ảo giúp thầy, cài đặt gỡ rồi làm gì đó làm thoải mái. Rồi cài phần mềm diệt virus cũng vậy. Cài phần mềm diệt virus thì các bạn sẽ chọn một trong những cái phần mềm mà các bạn biết, chứ không phải là Windows Defender nha. Windows Defender là nó có sẵn trong Win rồi. Rồi bạn cài thêm mấy cái này giúp thầy, Kaspersky, AVG và cái gì đó, tùy các bạn muốn chọn gì có cài nó chọn. Nhưng mà cài cái này cũng vui lòng cài trên máy ảo để mình biết thôi. Chứ đừng cài trên máy thật. Cài trên máy thật mấy cái này vô bây giờ nó rối đó. Ha, tất cả các bạn làm trên máy ảo giúp thầy để mình có trải nghiệm thôi. Đó. Rồi.
Bài 6, ok. Bài làm cho thêm này, đối với bài này thầy không cho thêm. Thầy chỉ lấy full điểm của các bạn giống như bình thường. 7 điểm cộng với 3 điểm cộng. Được chưa? Đó. Rồi, ngày hôm nay. Ngày hôm nay chúng ta đã có điểm cộng cho lớp 3. Bây giờ lớp 4. Lớp 4 thì thầy sẽ lấy điểm cộng buổi hôm nay. Buổi hôm nay sẽ có một vài bạn. Và cái điểm, ok, rồi từ đây đến tối thầy sẽ nghĩ ra cách để lấy thêm điểm cộng cho các bạn, và thầy sẽ post lên Zalo để các bạn làm. Rồi còn có gì thắc mắc nữa không em ơi?